Đây là sản phẩm vít đồ khôn được gia công cho các nhà máy gỗ. Các chi tiết ren và dấu chữ thập được gia công tỉ mỉ và chính xác, đảm bảo quá trình lắp đặt và sử dụng dễ dàng và thuận tiện nhất. Chất lượng xi mạ màu xanh, mạ kẽm hoặc nickel hoặc giả cộm theo yêu cầu khách hàng.